Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món chè xương sáo nhãn nhục. Về nguyên liệu, ở đây thì mình sẽ có là 200ml nước cốt dừa. Cái này là mình dùng nước cốt dừa vắt ra từ trái dừa, các bạn dùng nước cốt dừa lon cũng được nha. Một ít hạt é. Hạt é thì mình ngâm nước, mình cho một ít vào, mình ngâm nước khoảng nửa tiếng là nó nở rồi các bạn. Dùng nhiều hay ít là tùy theo các bạn nha. Đây, hạt é nó như thế này nè. Đây, cái hạt nó như thế này. Hạt é chứ không phải là mè đen nha các bạn. Các bạn tìm mua siêu thị bán rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ có thêm là mũ trôm. Cái hạt mũ trôm nó sẽ như thế này. Đây. Siêu thị bán rất là nhiều nha, mình mua siêu thị cốc mắt. Bịch này là 100g lận, nhưng mà mình ngâm chỉ có 50g thôi các bạn. 50g mà nó nở được bao nhiêu đây nè. Thì các bạn chế nước nước lạnh bình thường thôi, nước mình uống á. Rồi các bạn ngâm, ngâm ít nhất là 5 tiếng nha các bạn, nó mới nở. Rồi sau 5 tiếng hoặc là các bạn ngâm 8 tiếng thì các bạn nhớ bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh á. Rồi các bạn uống được vài ngày nha. Đó, nó nở ra như thế này nè. Ngon lắm, cái này nó giòn giòn. Mình có một gói xương sáo đen. Gói này là 50g. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết nha. Mình có nhãn nhục. Nhãn nhục này thì bịch này là 100g. Đường phèn, lá dứa, vài cọng lá dứa. Lá dứa này do mình đông đá nên nó không có được tươi. Với lại là phổ tay. Phổ tay thì các bạn ngâm cho mình ít nhất 1 tiếng nha, nó mới nở. Các bạn có thể tìm mua siêu thị. Mấy cái này thì đều ở siêu thị đều có bán hết. Phổ tay thì các bạn ngâm khoảng 1 tiếng nó nở ra, sau đó các bạn nhớ xả sạch nha, xả từ 4 tới 5 lần nước nó mới hết nhớt, nó mới sạch. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu xương sáo nha. Ở đây thì sẽ có một gói đường và một gói dầu chuối. Mình cho gói bột xương sáo vào. Cho vào đây 200ml nước. Mình khuấy đều nó lên nha các bạn. Các bạn có thể mình để ngâm khoảng 5-10 phút cũng được. Bây giờ mình sẽ để qua một bên nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ nấu là 800ml nước sôi. Nước nó bắt đầu sôi là mình sẽ cho xương sáo vào. Khuấy đều lên nha các bạn. Các bạn nhớ khuấy liên tục nha, mình cho gói đường vào luôn. Còn dầu chuối thì khi nào tắt bếp thì mình mới cho vào. Mình sẽ cho nó sôi thêm khoảng 4-5 phút nữa nha các bạn. Các bạn để lửa vừa thôi. Nó sôi nó sánh là như thế này là được rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ tắt bếp nha. Mình cho gói dầu chuối vào. Rồi mình sẽ cho vào khuôn. Sau đó các bạn để nguội là nó đông lại nha. Nấu xương sáo thì nó dễ lắm. Gói 50g này thì mình nấu được với 1 lít nước. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu phần nước cốt dừa nha. 200ml nước cốt dừa mình sẽ cho vào nồi. Mình sẽ nêm vào đây một muỗng canh đường nha các bạn. Mình phải nêm sơ như vậy để mình bảo quản nước cốt dừa này được lâu hơn một tí. Khoảng nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ bật bếp lên nha, mình nấu với lửa vừa các bạn. Nấu cho nó sôi lên là được rồi. Nó vừa sôi lên là được rồi nha các bạn. Các bạn để nó sôi lâu quá nó mất độ béo nha. Rồi mình sẽ tắt bếp. Ở đây thì mình sẽ nấu một nồi nước là 1 lít nước nha các bạn. Mình cho lá dứa vào. Mình cho nhãn nhục vào.
Cái này do mình mua đóng túi á, nên nó sẽ không có cát bụi nha. Nếu như các bạn mua mà mua lẻ rồi nhỏ nhỏ, khi mua về các bạn nhớ rửa sơ qua nha các bạn. Mình cho đường phèn vào tùy theo các bạn ăn ngọt hay mình điều chỉnh nè. Mình sẽ để lửa lớn lại cho nó sôi trở lại. Các bạn cho vào đây 1 phần tư muỗng cà phê muối. Mình cho vào đây là khoảng 300 g đường phèn nha các bạn. Ăn ngọt nhiều thì các bạn cho nhiều nha. Mình nấu được khoảng 5 phút rồi mình sẽ cho phổ tay vào. Phổ tay thì nếu như sợi dài quá thì các bạn có thể mình cắt ngắn lại nha. Rồi mình nấu thêm một chút nữa, tùy theo các bạn thích ăn phổ tay nó giòn hay nó mềm. Mình để lửa vừa mình nấu thôi các bạn. Mình nấu thêm khoảng 3 phút nữa là mình thấy được rồi, mình sẽ tắt bếp nha. Cái này thì mình cũng sẽ để cho nó nguội các bạn. Tại cái này món này thì mình uống chung với nước đá nên mấy cái này thì mình cần phải để cho nó nguội. Xương sáo thì các bạn để cho nó đông rồi mình cắt nó ra như thế này nè. Mình sẽ lấy chén để mình múc cho nó dễ nhìn thấy nha các bạn. Cái ly thì nó hơi khó thấy. Này mình cho một cái chút chút là được. Món này các bạn có thể là mình để ngăn mát của tủ lạnh mình ăn vài ngày nha. Nếu như mà nước cốt thì chỉ để được khoảng một ngày thôi chứ không có để lâu được. Hũ trôm này ăn mát lắm các bạn. Cái nước đường này với nhãn nhục với mình để được tới vài ngày lận, tại trong đây nó không có nước cốt các bạn, nó có nước đường mình để được lâu. Ngoài ra các bạn có thể mình dùng hạt chia thay hạt é cũng được nha. Mình cho nước cốt dừa lên. Nước cốt dừa các bạn cũng có thể mình cho một ít ani lên cũng được. Nước đá. Rất là ngon nha các bạn. Cái này mình ăn lạnh nó sẽ ngon hơn nha. Giờ mình sẽ thử nha. Rất là ngon các bạn. Thơm nữa. Trời mà nóng mà có chè này thì rất là tuyệt vời. Mình ăn thử miếng xương sáo. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món chè này nha. Đơn giản, nhanh gọn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.